Ăn không? Này. Ăn hoa quả không? Đây là quả đào nhá. Ăn đào đi. Thuần chim như này thôi, cho ăn tận tay thế thôi. Thuần thế này thôi các bạn. Có gì phải phức tạp. Hàng này toàn phá thôi. Ăn đi. Lại nhả đấy. Đấy, ăn miếng to chưa? Đang thay lông phải cho ăn hoa quả. Đó. Ăn đi. Ăn đi. Em ra đây cho nó nói nào. Cái gì thế mặt anh là nó không nói? Ừ, thật. Thằng kia nói rồi. Ôi ôi. Bà Quýnh rồi. Gọi đây. Ôi ôi. Ăn đi. Này. Thằng này ăn đi, lại chanh. Không ăn nó ăn mất. Thì nó rồi sao? Cúp cúp nãy. Ghét.